Và sau đây chúng ta sẽ qua một phần vô cùng quan trọng, bốn cấp độ đào tạo và huấn luyện đội nhóm dạy. Cấp độ đầu tiên chúng ta dạy, chúng ta tuyển dụng đội nhóm, chúng ta tuyển dụng nhân sự vào, chúng ta phải dạy cho họ, huấn luyện họ, đào tạo họ, dạy cho họ về quy trình, về sản phẩm, về văn hóa doanh nghiệp, các kỹ năng cần thiết để làm trong công việc của họ. Thậm chí bạn phải đầu tư cho họ tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện ở trong doanh nghiệp và ở ngoài doanh nghiệp. Như ở Thế Giới Giấy, chúng tôi có rất nhiều chương trình đào tạo. Và một trong những chương trình đào tạo mà hầu hết mọi người đều được học, đó là trải nghiệm khách hàng và thuyết trình. Trải nghiệm khách hàng học để làm gì? Tại vì chúng tôi luôn luôn quan trọng việc phục vụ khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm, làm sao đó làm khách hàng thoải mái nhất, vui vẻ nhất khi hợp tác với Thế Giới Giấy là điều quan trọng nhất. Thuyết trình là một từ Hán Việt, trình bày để thuyết phục. Ví dụ như khi mình nói chai nước này ngon, là mình đang trình bày với các anh chị rằng chai nước này ngon lắm, và muốn thuyết phục các anh chị đồng ý với mình rằng chai nước này ngon. Vậy thì tại sao họ lại cần phải học về thuyết trình? Để họ trình bày một cách giao tiếp rõ ràng, mạch lạc, để họ có thể giao tiếp tốt với vợ, chồng, con của họ, để họ vui vẻ trong cuộc sống và có vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống, thì họ mới mang tới vui vẻ và hạnh phúc cho khách hàng được. Dạy là điều vô cùng quan trọng. Mỗi năm như vậy, Thế Giới Giấy dành ra hàng tỷ đồng cho công tác đào tạo và huấn luyện đội nhóm. Mặc dù cả công ty chúng tôi chỉ có hơn 130 nhân sự. Và bước thứ hai, dấu. Chúng ta dạy rồi, nhưng có người họ hiểu, có người họ không hiểu, có người họ nhớ, có người họ quên, thì chúng ta cần phải dấu cho họ. Và nhiều người họ vẫn chảnh mạng, họ vẫn ham chơi, họ vẫn ham vui. Vậy thì dấu là gì? Chúng ta sẽ nói cho họ những điều hay, những lẽ phải, nói cho họ tại sao cần phải làm việc chăm chỉ, tại sao tuổi trẻ cần phải sự nỗ lực. Nói cho họ rằng, bạn hãy tưởng tượng đi, không lâu nữa đâu, một vài năm nữa, năm bảy năm nữa, bạn rồi cũng có thể có vợ, có con, có chồng. Chuyện gì xảy ra nếu một ngày nào đó bạn dẫn con của mình đi tới trung tâm thương mại và con của mình nói rằng, ba ơi, con muốn mua con búp bê này. Bạn phải đắng lòng nói rằng, con ơi, bà không có tiền đâu. Có thể đối với bạn, nhiều khi tiền bạc không quan trọng, nhưng hầu hết những việc quan trọng trong cuộc đời này đều được giải quyết bằng tiền. Và lúc đó thì bạn mới cảm thấy đắng lòng. Rồi để một lúc nào đó, bố mẹ của bạn cũng già thôi, 70, 80, 90, 100, các cụ cũng không thể tự lao động, tự làm việc, tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Lúc đó chúng ta phải phụng dưỡng bố mẹ. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày đó tới, bố mẹ của mình nằm trên giường bệnh và bạn không có tiền để lo cho các cụ? Lúc đó bạn cũng sẽ bắt đầu cảm thấy đau lòng. Vậy đó là dỗ cho họ những điều hay lẽ phải. Trẻ không xông pha thì già hối hận, bây giờ không làm thì sau này sẽ rất hối tiếc. Vậy thì chúng ta đã trải qua hai bước đầu tiên rất quan trọng, đó là dạy cho họ cách làm, dỗ họ về điều hay lẽ phải, về những cái tốt, những cái hay. Nếu họ vẫn không làm tốt, họ vẫn không có hoàn thành được công việc, thì chúng ta chuyển qua bước thứ ba, đó là dọa. Bước thứ ba, dọa. Bây giờ mày mà không làm, tao đuổi cổ mày. Tức là cảnh cáo họ, bây giờ nếu em không làm tiếp, anh đã nói cho em rồi, chỉ cho em cách làm rồi, nói cho em điều hay lẽ phải rồi, cách để làm rồi, nhưng vẫn không chiến đấu, thì bây giờ phải dọa họ. Và thật sự như vậy, phải cho anh bạn kiểm điểm. Có thể là cho thử việc lại một tuần, một tháng, hai tháng gì đó. Chúng ta ở đây là doanh nghiệp, chúng ta không thể để hơi hở như vậy. Không phải là chùa, không phải là chỗ tư thiền, tiên hoặc là biết, chỉ có vậy thôi. Và sau khi chúng ta cũng đã dọa rồi, vẫn không làm, vẫn không cải thiện tình hình, vẫn như cũ, thì phải chấp nhận thôi. Đuổi cậu sẽ không có cơ hội tiếp theo nữa. Tại vì bây giờ chúng ta ở đây là doanh nghiệp, chúng ta phải vận hành, phải làm việc, phải có lợi nhuận. Chúng ta không thể nuôi những người ăn không ngồi đâu được. Có, chúng ta đã dạy họ rồi, dỗ họ rồi, tốt nhất là gửi họ tới đối thủ cạnh tranh. Đó là cách tốt nhất để cho đối thủ phá sản, dẹp tiền, đỡ phải cạnh tranh. Nice. Và lúc này copy cái bài của Sơn Tùng, chúng ta không thuộc về nhau, gửi cho họ, thế là xong. Không thể dung dưỡng mãi như vậy được đó. Và làm như vậy thì đội ngũ của chúng ta họ cũng rất phục chúng ta, họ cũng cảm thấy vấn đề không phải là do chúng ta mà là do họ. Chúng ta đã dạy cho họ rồi cách làm việc, cách vận hành, cách triển khai công việc. Chúng ta cũng nói điều hay lẽ phải rồi, cho họ cơ hội sửa sai để họ khắc phục, để họ cải thiện rồi. Cuối cùng vẫn làm được nữa thì chia tay đi, đó là điều tốt nhất cho cả hai. Biết đâu cái sự chia tay này họ cũng sẽ suy nghĩ lại, ngày mai họ sẽ tốt hơn. Dăm ba năm nữa, một hai năm nữa họ lại trở thành đối tác, trở thành đồng nghiệp của chúng ta thì sao, cũng chẳng sao cả ha. Cho nên bốn cấp độ của đào tạo và huấn luyện nhân sự, dạy, dỗ, dọa, giết
là cái này mình làm thường xuyên liên tục và đội ngũ của mình luôn luôn happy. Mỗi lần mình la họ nhưng họ vẫn cười rất hạnh phúc, mỗi lần mắng họ nhưng họ vẫn cảm thấy thoải mái, vì đơn giản mình đang làm những điều tốt nhất của cuộc đời của họ, giúp họ thăng tiến, giúp họ phát triển, giúp họ thay đổi cuộc sống của họ mỗi ngày. Chúc bạn sẽ có một đôi nhóm tuyệt vời và nhớ bạn theo dõi kênh của mình để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Bình, thế giới giấy, biệt danh là Bình Giấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.